Chào mừng các em đã đến với lớp học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Cô tên là Trần Huỳnh Phương Khanh, là giáo viên dạy môn lịch sử địa lý 6 của các bạn trong năm học này. Đây là một năm học rất là đặc biệt của cô và các bạn, bởi vì hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể gặp mặt nhau trên lớp mà chỉ có thể trao đổi thông qua màn hình máy tính. Nhưng cô hy vọng các bạn vẫn có sự tự giác và vui vẻ cùng với cô đến với những tiết học sau đây nhé. Trước khi đến với nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay thì cô có vài lời trao đổi với các bạn. Nội dung thứ nhất, các bạn chúng ta cần phải xem kỹ thời khóa biểu lớp học và tham gia đầy đủ các buổi học. Yêu cầu thứ hai của cô đó là trước khi vào tiết học, các bạn cần kiểm tra xem chúng ta đã chuẩn bị các thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc học tập đầy đủ hay chưa. Đó là điện thoại, máy tính, tập sách, bút viết và một chỗ ngồi hợp lý. Cô nghĩ chúng ta cần phải sắp xếp chỗ ngồi học có không gian thoáng mát và đầy đủ ánh sáng, thì điều này sẽ giúp cho chúng ta tự tin hơn và thoải mái hơn trong việc học tập đấy. Yêu cầu thứ ba của cô đó là trong suốt tiết học, các bạn cần phải lắng nghe lời giáo viên giảng và cần ghi bài cẩn thận vào trong tập. Khi các bạn chúng ta thấy hình ảnh cậu bé ngồi viết bài thì đó chính là lúc các bạn tự giác viết nội dung bài học vào trong tập. Và cô có một lưu ý nhỏ như sau, đó là khi các bạn ghi tên chương, tên bài, tựa đề mục thì các bạn sẽ viết bằng mực đỏ. Cô lấy ví dụ, khi các bạn ghi tên chương 1, tên bài 1, tựa đề 1 phần 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã thì các bạn phải viết bằng mực đỏ. Còn nội dung ghi bài còn lại, các bạn có thể ghi bằng mực xanh, mực tím hoặc là mực đen. Yêu cầu tiếp theo của cô đó là các bạn sẽ hoàn thành bài tập sau mỗi nội dung kiến thức bài học mà giáo viên yêu cầu và cần phải nộp bài đúng thời gian quy định. Trong quá trình giảng bài của cô, nếu như các bạn có điều gì thắc mắc hoặc là chưa rõ về nội dung kiến thức đó, các bạn có thể ghi chép lại. Và sau buổi học, các bạn có thể nhắn tin cho cô qua email hoặc là qua Zalo. Cô sẽ trao đổi với các bạn về những phần kiến thức mà các bạn chúng ta chưa có hiểu nhé. Ở chương trình lớp 4 và lớp 5 ở cấp tiểu học, các bạn đã được làm quen với môn lịch sử và địa lý. Và đến năm lớp 6 thì các bạn chúng ta lại một lần nữa được gặp môn lịch sử và địa lý được viết trong cuốn sách của bộ Chân Trời Sáng Tạo, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Và trong chương trình lịch sử lớp 6 này, các bạn chúng ta sẽ được hoàn thiện hơn kiến thức về hai môn học lịch sử và địa lý. Các bạn sẽ được tìm hiểu lịch sử và địa lý là gì và tại sao chúng ta cần phải học hai môn lịch sử và địa lý. Và chúng ta sẽ có những phương tiện nào để giúp cho chúng ta tiếp cận dễ dàng hơn với hai môn này, thì chúng ta sẽ đến với bài học đầu tiên. Chương 1, tại sao cần học lịch sử? Với bài 1, lịch sử là gì? Sau khi học xong bài 1, lịch sử là gì, thì các bạn chúng ta cần nắm được 3 nội dung như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ nêu được khái niệm lịch sử và môn lịch sử. Mục tiêu thứ hai của bài học đó là các bạn sẽ giải thích được vì sao chúng ta cần phải học môn lịch sử. Và nội dung thứ ba đó là các bạn sẽ phân biệt các nguồn sử liệu cơ bản. Chúng ta hãy cùng đến với phần khởi động nhé. Cô cho các bạn chúng ta 5 câu hỏi và 30 giây để các bạn chúng ta hãy tự trả lời 5 câu hỏi sau của cô nhé. Câu hỏi thứ nhất, em cùng gia đình đã từng được đi du lịch ở đâu? Câu hỏi thứ hai, thành tích nổi bật nhất mà em đã từng đạt được là gì? Câu hỏi thứ ba,
nếu như có một điều ước, đó là các bạn có được cỗ máy của chú mèo Doraemon, thì các em sẽ muốn quay trở lại thời điểm nào trong quá khứ và vì sao? Câu hỏi thứ tư, đó là cuốn sách, bộ phim gần nhất mà các bạn đã xem là gì? Và câu hỏi cuối cùng, đó là các bạn thử tổng hợp lại cho cô xem điểm chung của những câu hỏi trên đều diễn ra vào thời gian nào. 30 giây bắt đầu nhé. Thời gian đã hết rồi. À, các bạn chúng ta đều có những câu trả lời riêng của bản thân mình đúng không nào? Những câu trả lời của các em sẽ không giống nhau, nhưng nó đều mang dấu ấn chủ quan của các em và đều phản ánh quá khứ. Vậy lịch sử có phải là những gì đã diễn ra trong quá khứ? Bài học đầu tiên này sẽ truyền cảm hứng cho các em về tầm quan trọng của việc học lịch sử. Và việc học lịch sử giúp các em biết được dựa vào đâu để dựng lại lịch sử một cách chân thực nhất. Nào, chúng ta hãy cùng vào nội dung kiến thức của bài 1. Lịch sử là gì? Bài 1 sẽ gồm có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức lịch sử và môn lịch sử. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi vì sao phải học lịch sử. Và nội dung thứ ba, các bạn sẽ khám phá quá khứ từ các nguồn sử liệu. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần một La Mã, lịch sử và môn lịch sử. Sau đây cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về sự ra đời của chiếc máy tính nhé. Chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới được ra đời vào năm 1946. Có thể thấy chiếc máy tính này khá là đồ sộ và khổng lồ. Thân hình đồ sộ của máy tính có thể chiếm hết một căn phòng với diện tích 6 x 12 m và xử lý được 5.000 phép tính trên một giây. Đến giai đoạn thứ hai thì bộ máy tính mini được ra đời vào khoảng năm 1971 đến năm 1980 với sự góp mặt rất quan trọng của hai chàng chuyên viên máy tính tên là Paul Allen và Bill Gates đã viết phần mềm cho bộ máy tính thế hệ thứ tư này. Và sau đó thì hai anh chàng đã thành lập được công ty phần mềm rất là nổi tiếng hiện nay, đó chính là công ty Microsoft. Những năm gần đây thì các bạn sẽ thấy chiếc máy tính xách tay ngày càng nhỏ gọn và hiện đại hơn nhiều với rất là nhiều mẫu mã đa dạng cùng với nhiều chức năng hiện đại khác nhau. Như vậy thì các bạn sẽ thấy mọi vật sinh ra đều phải tồn tại, phát triển và biến đổi theo thời gian. Con người chúng ta cũng vậy. Từ khi chúng ta được sinh ra đến khi chúng ta lớn lên, bước đi chập chững, các em vào mầm non và trở thành học sinh tiểu học. Và ngày nay chúng ta đã là học sinh lớp 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Mỗi con người chúng ta đều phải trải qua những mốc thời gian, những mốc sự kiện lịch sử của riêng mình. Xã hội loài người cũng vậy, cũng thay đổi theo thời gian, và đây chính là lịch sử. Đến đây cô có một câu hỏi muốn đặt ra cho các bạn, đó là lịch sử là gì? Theo em, môn lịch sử là môn học tìm hiểu những nội dung gì? Các bạn đã có câu trả lời chưa nào? Câu trả lời chính xác của cô đó chính là lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ, bao gồm mọi hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay. Và môn lịch sử là một môn khoa học tìm hiểu về lịch sử loài người, bao gồm toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người diễn ra trong quá khứ. Các bạn chúng ta cùng quan sát hình ảnh lồng đá trước thềm Điện Kính Thiên vào thế kỷ 15 nằm trong khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Đây chính là nơi nhà vua Thiết Triều và hiện
Và hình ảnh rồng đá chính là biểu tượng quyền lực của nhà vua thời Hậu Lê. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể lấy ví dụ về những sự kiện lịch sử trọng đại của nước Việt Nam. Cô lấy ví dụ về sự kiện lịch sử ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và ba sự kiện lịch sử mà cô đã nêu ví dụ ở đây đều đã được xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, đây chính là những sự kiện lịch sử. Tiếp theo, các bạn sẽ đến với phần ghi bài. Các bạn chúng ta có 1 phút để ghi nội dung kiến thức phần 1 La Mã vào trong tập. Sau khi các bạn đã ghi xong nội dung của phần 1 La Mã, lịch sử và môn lịch sử, tiếp theo, chúng ta đã được tìm hiểu về khái niệm của lịch sử và môn lịch sử, thì đến phần 2 La Mã, các bạn sẽ trả lời được câu hỏi vì sao mà chúng ta cần phải học môn lịch sử. Mỗi người đều có nguồn gốc xuất thân, đó chính là lịch sử của gia đình, của dòng họ. Khi một dòng họ xây dựng nhà thờ tổ, lập gia phả, đều phải nghiên cứu về cội nguồn xa xưa của dòng họ. Đây chính là lịch sử của dòng họ. Mở rộng ra, mỗi dân tộc đều có lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc mình. Làm sao chúng ta có thể biết được cha ông, tổ tiên đã từng chống lại giặc ngoại xâm ra sao, đối phó với kẻ thù như thế nào, để cảnh giác trước kẻ ngoại xâm nếu như chúng ta không có kiến thức về môn lịch sử? Lịch sử của một cá nhân rất quan trọng, thì lịch sử của một đất nước sẽ càng quan trọng hơn. Như vậy, học lịch sử không phải là học những cái gì quá xa xôi, mà học là để biết về chính quá khứ của dòng họ, của làng xóm và của dân tộc mình. Và mở rộng ra, chúng ta có thể tìm hiểu được lịch sử của nhân loại. Đó chính là lịch sử thế giới. Đây chính là quang cảnh nhộn nhịp của nhân dân trong ngày Giỗ Tổ Hùng. Có ý kiến cho rằng lịch sử là những gì đã qua, không thể thay đổi được, nên không cần thiết phải học môn lịch sử. Sau khi nghe lời nhận xét đó xong, thì em có đồng ý với ý kiến đó không? Và tại sao? Để trả lời cho câu hỏi này, cô gợi ý nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát những hình ảnh sau đây và đưa ra câu trả lời của mình nào. Bên cạnh việc học lịch sử để cho chúng ta biết được cội nguồn của tổ tiên, dân tộc, ông cha, thì học môn lịch sử còn giúp chúng ta đúc kết những bài học kinh nghiệm về sự thành công và thất bại của quá khứ. Chúng ta biết được sự phát triển đi lên của xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của con người để biết cội nguồn của quê hương, đất nước, ông bà chúng ta và của thế giới. Chúng ta biết phê phán cái xấu, biết tự hào, ca ngợi những điều tốt đẹp của dân tộc và các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, học lịch sử còn giúp chúng ta biết ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, trân trọng những gì mình đang có, biết kết nối sự khác biệt giữa các thế hệ. Và chúng ta ngày càng tự hào hơn về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, và chúng ta tôn trọng được sự khác biệt giữa các nền văn hóa.
Sau đây các bạn sẽ đến với nội dung ghi bài của phần 2 La Mã: Vì sao phải học lịch sử? Trong một lần, Bác Hồ về thăm Đình Hùng vào ngày 19 tháng 9 năm 1954, thì Bác Hồ đã có dặn dò: dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Em hiểu như thế nào về câu thơ của bác? Từ gốc tích trong câu thơ nghĩa là lịch sử hình thành buổi đầu của đất nước Việt Nam, là một phần của lịch sử đất nước ta. Ý nghĩa của câu thơ như sau: Bác Hồ muốn căn dặn người Việt Nam chúng ta phải biết lịch sử của đất nước Việt Nam, như vậy mới biết được nguồn gốc, cội nguồn của dân tộc. Chúng ta sẽ qua phần 3 La Mã, khám phá quá khứ từ các nguồn sử liệu. Để điều tra một vụ án cần nhân chứng, vật chứng rõ ràng, thì công việc của các nhà sử học cũng giống như một nhà điều tra cần truy tìm bằng chứng để biết và phục dựng lại lịch sử. Vậy bằng chứng trong lịch sử là những gì? Bằng chứng trong lịch sử chính là các tư liệu lịch sử. Nguồn sử liệu hay còn gọi là tư liệu lịch sử là dấu tích của người xưa ở lại với chúng ta và được lưu giữ dưới nhiều dạng khác nhau. Có nhiều nguồn tư liệu khác nhau như tư liệu truyền miệng, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết. Và trong các nguồn tư liệu đó có những tư liệu được gọi là tư liệu gốc. Đặc điểm của các nguồn sử liệu: tư liệu gốc, đây là nguồn sử liệu có giá trị lịch sử xác thực nhất, vì nó là nguồn tư liệu liên quan trực tiếp đến sự kiện lịch sử ra đời vào thời điểm diễn ra sự kiện, phản ánh sự kiện lịch sử đó. Tư liệu tiếp theo chính là tư liệu hiện vật. Tư liệu hiện vật là những dấu tích vật chất của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, như các công trình kiến trúc, các tác phẩm nghệ thuật, đồ gốm. Tư liệu truyền miệng gồm nhiều thể loại như truyền thuyết, thần thoại, ca dao, dân ca, được truyền từ đời này qua đời khác. Và tư liệu cuối cùng chính là tư liệu chữ viết. Tư liệu chữ viết bao gồm các bản thảo chữ khắc trên xương, mai rùa, vỏ cây, đá, các bản chép tay hay in trên giấy, ghi chép tương đối đầy đủ mọi mặt đời sống con người và các sự kiện lịch sử đã xảy ra. Sau đây là một số ví dụ của tư liệu gốc. Đây chính là tư liệu lịch sử đáng tin cậy nhất. Bản thảo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào ngày 19 tháng 12 năm 1946. Hình ảnh của Diều Đồng Đông Sơn, bia tiến sĩ trong văn miếu Quốc Tử Giám ở thủ đô Hà Nội. Và đây là vết tích của Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội. Các bạn sẽ ghi nội dung của phần 3 La Mã: khám phá quá khứ từ các nguồn sử liệu vào tập. Các bạn sẽ cùng tìm hiểu về sơ đồ tư duy tóm tắt của bài 1 Lịch sử là gì? Lịch sử và môn lịch sử.
Lịch sử là toàn bộ mọi hoạt động của con người xảy ra trong quá khứ. Môn lịch sử tìm hiểu về hoạt động của con người và xã hội loài người diễn ra trong quá khứ. Vì sao phải học lịch sử? Có hai nguyên nhân. Học lịch sử để hiểu quá khứ, sống tốt cho hiện tại, hướng đến tương lai. Học lịch sử còn để cho chúng ta rút kinh nghiệm của quá khứ nhằm phục vụ cho hiện tại và tương lai. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? Chúng ta có tư liệu truyền miệng, tư liệu hiện vật và tư liệu chữ viết. Trong đó thì tư liệu gốc là tư liệu có giá trị xác thực nhất. Và chúng ta đến với bài tập vận dụng. Bài tập vận dụng cô giao cho các bạn ngày hôm nay gồm có 2 câu hỏi. Các bạn chúng ta sẽ làm bài tập vận dụng vào trong tập. Và tiết sau, cô sẽ kiểm tra phần làm bài tập của các bạn nhé. Hướng dẫn về nhà. 1. Ghi bài vào trong tập. 2. Làm bài vận dụng vào tập. 3. Đọc trước bài 2, thời gian trong lịch sử. Cô cảm ơn các em đã đến với tiết học ngày hôm nay. Chào các em!